Ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Họ đã sẵn sàng và hãy cùng cổ vũ cho Đức Tuấn, Jennifer Phạm. Anh đến thăm em đêm 30, còn đêm nào vui bằng đêm 30? Anh nói với người phu quen đường, xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Kìa em đợi anh như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa? Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Nhớ tiếng chiêng giòn hót xa về, cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về. Kia bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời lá hoa mùa xuân tươi. Trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Và chẳng mầm non mùa xuân đang hé nở. Và chẳng nụ hoa mùa xuân đang hé nở. Và chẳng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa. Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Thank you.
tuyệt vời, Chúa cho niềm tin yêu. Yeah. Anh ơi. Mùa xuân về. Xin cảm ơn nhóm bè, xin chúc mừng Jenny và Đức Tuấn. Dường như là một tinh thần không còn gì để mất cho đêm cuối đúng không ạ? À, quý vị có thể thấy Jenny và Đức Tuấn luôn luôn có những phần trình diễn rất là công phu, rất là cầu kỳ. Ngày hôm nay thì họ lại giản đơn hơn, dường như đây là chiến thuật của họ. Và quý vị thân mến, nếu yêu mến cặp đôi này, hãy nhớ mã số bình chọn của họ là 05 và hãy soạn tin 05 gửi về tổng đài 7557. Còn mấy